Chỉ một ít phút nữa là phiên khai mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 sẽ chính thức khai mạc. Kỳ họp cuối năm này dự kiến thảo luận nhiều nội dung quan trọng. Trước phiên khai mạc kỳ họp, chúng tôi kết nối trực tiếp với phóng viên Hà Lan hiện đang có mặt tại nhà Quốc hội để chuyển đến quý vị những thông tin cụ thể về điểm nhấn đáng chú ý. Xin mời phóng viên Hà Lan. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại nhà Quốc hội, ở nơi mà chỉ ít phút nữa thôi thì cũng sẽ diễn ra phiên khai mạc của kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Và thời điểm này thì các đại biểu Quốc hội thì cũng đã gấp rút để chuẩn bị cho kỳ họp này được diễn ra trong một cái bối cảnh đó là hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 thì cũng vừa diễn ra thành công tốt đẹp và đem lại những cái động lực để thúc đẩy quyết tâm thực hiện thắng lợi của nghị quyết đại hội 13 trong bối cảnh mới cho đất nước ta. Và với những dự án luật cũng như là dự thảo nghị quyết thì được đưa ra thảo luận tại kỳ họp này thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội cùng với các đại biểu Quốc hội ở các địa phương thì cũng đã có sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Cử tri và nhân dân cả nước thì cũng đang mong chờ những quyết sách đúng, trúng và kịp thời của Quốc hội trong thời điểm này. Và ngay bây giờ thì chúng tôi cũng đã mời đại biểu Phạm Văn Hòa của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp cũng như là đại biểu Đặng Bích Ngọc của đoàn Hòa Bình sẽ chia sẻ thêm thông tin tới quý vị. Trước tiên thì xin cảm ơn hai vị đại biểu đã tham gia với truyền hình của Việt Nam ạ. Thưa đại biểu, là cái kỳ họp cuối năm thì có một cái khối lượng công việc rất là lớn. Thế nhưng mà thời gian của kỳ họp này thì cũng rất là đặc biệt, là chúng ta sẽ rút ngắn hơn so với thông lệ, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc rằng là cái chất lượng sẽ kém đi, mà chất lượng thì phải được nâng lên. Vậy thì cái sự chuẩn bị của đoàn đại biểu Quốc hội địa phương như thế nào ạ? Vâng, kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 diễn ra trong bối cảnh đất nước của chúng ta đang được và kiềm chế được dịch Covid-19. Cho nên những cái chương trình, nội dung của kỳ họp của Quốc hội thì rất là quan trọng, đặc biệt là trong cái chuẩn bị để mà thảo luận và ban hành những cái nghị quyết như dự thảo luật để mà đem ăn vào cuộc sống của người dân, và nhất là cho ý kiến thảo luận những vấn đề quan trọng của đất nước. Chương trình thì nó rất nhiều và nội dung rất là dài, tuy nhiên kỳ họp thì nó chỉ diễn ra trên dưới có 22 ngày thôi, cho nên thì nội dung nó như vậy. Nhưng Văn phòng Quốc hội cũng đã trao đổi cho ý kiến với các đoàn đại biểu của địa phương. Đại biểu địa phương cũng đã có một cái tâm thế là chuẩn bị rất kỹ càng, rất là chu đáo, như là lấy ý kiến thêm các dự án luật về của các cơ quan ban ngành cũng như của nhân dân, trong đó có nhiều những cái dự thảo luật mà chuẩn bị là cho thông qua và các dự thảo luật là chuẩn bị cho ý kiến lần đầu, nhất là về cái luật đất đai. Cho nên cái việc mà cái tâm thế chuẩn bị của đoàn đại biểu Quốc hội của địa phương rất là quan trọng để mà làm sao vào cái kỳ họp của Quốc hội đã cho ý kiến và thảo luận rất là sôi nổi, rất là nghiêm túc, để tạo một cái bước và một cái tiền đề là tốt cho những cái dự thảo luật khi mà có được ban hành thì sẽ là ăn vào cuộc sống và được nhân dân chấp nhận được. Vâng ạ, xin cảm ơn đại biểu Hòa những chia sẻ vừa rồi ạ. Thế còn đại biểu Ngọc thì sao ạ? Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình của chúng ta thì cũng đã có sự chuẩn bị như thế nào ạ? Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 thì đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình cũng đã tổ chức rất nhiều các cái hội nghị để lấy ý kiến vào các cái dự thảo luật và lấy ý kiến của các cái ban ngành, rồi tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để lấy ý kiến nhân dân đóng góp cho kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Và phải nói rằng là thời gian của Quốc hội rút ngắn lại còn 21 ngày. Thế tuy nhiên thì các nội dung để chuẩn bị cho kỳ họp này đã được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình cũng như là các đoàn đại biểu Quốc hội trên cả nước chuẩn bị rất là chủ động, linh hoạt. Và điều này cũng thể hiện một cái sự đồng thuận của Quốc hội, đó là một sự đổi mới, nâng cao cái chất lượng hiệu quả. Và cái việc mà giảm cái thời gian kỳ họp cũng không ảnh hưởng đến cái chất lượng nội dung của kỳ họp. Thì đây là một trong những cái vấn đề mà được rất là nhiều đại biểu quan tâm, và chúng tôi đã có một cái tâm thế rất chủ động và chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho một kỳ họp thành công. Vâng ạ, trong cái kỳ họp này thì như đại biểu Hòa cũng vừa chia sẻ là chúng ta có một cái luật rất là đặc biệt và rất là được quan tâm, đấy là luật đất đai. Và cái luật đất đai này thì chắc hẳn rằng cũng đã được các đại biểu Quốc hội chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Vậy thì cái sự kỳ vọng và mong muốn với cái lần mà đưa luật đất đai ra thảo luận tại Quốc hội lần này như thế nào ạ, thưa đại biểu? Luật đất đai thì là một trong những nội dung rất quan trọng và đặc biệt là được người dân vô cùng quan tâm. Bởi vì trong thời gian qua thì những cái khó khăn vướng mắc, những cái đơn thư khiếu nại tố cáo tập trung chủ yếu vẫn là lĩnh vực đất đai. Chính vì thế cho nên là tại kỳ họp này, Quốc hội đã tổ chức để cho ý kiến vào dự thảo luật đất đai thì có ý nghĩa rất là quan trọng. Và để chuẩn bị cho kỳ họp thì đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình cũng đã tổ chức nhiều các hội nghị, hội thảo
và lấy ý kiến của các cái chuyên gia, rồi là ý kiến của các hội đồng tư vấn để cho ý kiến vào dự thảo luật đất đai. Và rất nhiều những cái nội dung mà liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân sẽ được góp ý và sẽ được chia sẻ thảo luận trong cái kỳ họp này. Và tôi nghĩ rằng là cái dự thảo luật đất đai, nếu mà chúng ta chuẩn bị kỹ cũng như là vào cuộc tích cực, lấy ý kiến từ nhiều phía, thì nó sẽ đem lại cái hiệu quả và sẽ là cái điều mà đáp ứng được cái nguyện vọng cũng như là mong mỏi của cử tri và nhân dân cả nước. Dạ vâng ạ. Thưa hai đại biểu, là với luật đất đai thì chúng ta sẽ dự kiến là trình tại 3 kỳ họp, tức là kỳ họp thứ 4, thứ 5 và dự kiến sẽ thông qua vào kỳ họp thứ 6. Thế nhưng mà tại kỳ họp này thì có một cái điều cũng rất là đặc biệt, đấy là sẽ có những cái dự thảo luật và nghị quyết chúng ta sẽ thông qua tại quy trình là một kỳ họp. Vậy thì theo đại biểu thì với cái việc thông qua như vậy, chúng ta cần phải lưu ý gì để làm sao mà luật và nghị quyết thông qua sẽ đạt được cái hiệu quả tốt nhất ạ? Thưa đại biểu Hòa. Vâng, tôi nghĩ rằng là luật đất đai nó rất là quan trọng, như đại biểu Ngọc vừa trình bày đó. Nó đã đáp ứng được cái nguyện vọng và kỳ vọng của người dân để giải quyết những cái bất cập của luật 2013 mà hiện nay đã và đang đi vào cuộc sống, và nó có những cái vướng mắc cần phải sửa đổi bổ sung. Thông tin là người dân người ta rất là phấn khởi, rất là phấn khích, là Quốc hội rất là kịp thời chỉnh sửa những cái nội dung bổ sung của luật đất đai để cho luật đất đai nó ăn vào cuộc sống thực tiễn của địa phương chúng ta. Trong cái kỳ họp này thì có những cái nghị quyết mà thông qua theo quy trình của một kỳ họp, như là cho nghị quyết về thí điểm thực hiện cái đấu giá biển số xe ô tô, rồi là nghị quyết ban hành về nội quy kỳ họp, hoặc là nghị quyết về cho cơ chế chính sách đặc thù của thành phố Buôn Ma Thuột của tỉnh Đắk Lắk. Đây là những nghị quyết rất là đặc biệt quan trọng, cần phải có cái sự nghiên cứu kỹ càng, chu đáo và mang tính rất là khách quan của từng quý vị đại biểu để mà cho ý kiến, cũng như để quy trình chỉ có một kỳ họp, cho nên là khi mà Quốc hội ban hành thì là được cái nghị quyết đó ăn vào cuộc sống và thực chất lòng dân, và những cái nghị quyết này là được dễ và người dân chấp thuận được. Cho nên các đại biểu hãy có một tâm thế sẵn sàng để mà tham gia thảo luận, nghiên cứu những dự thảo đó trước để thảo luận những ý kiến xác đáng, những ý kiến cần thiết để phản biện, để là cho các đại biểu Quốc hội có một suy nghĩ để biểu quyết có một tính chu đáo, công bằng và khách quan. Dạ vâng ạ, bên cạnh các cái là ý kiến cho các cái dự thảo luật và nghị quyết, thì một cái nội dung mà được rất là đại biểu quan tâm cũng như là cử tri quan tâm nữa, đấy là khi mà chúng ta thực hiện các phiên chất vấn và trả lời chất vấn ạ. Vậy thì trong cái kỳ cuối năm này thì với cái phiên chất vấn và trả lời chất vấn thì đại biểu có cái kỳ vọng gì, và qua tiếp xúc cử tri thì các đại biểu Quốc hội đã ghi nhận những điều gì ạ? Vâng, tôi rất là kỳ vọng cái phiên chất vấn kỳ này của cái phiên kỳ họp cuối năm nay. Qua tiếp xúc của cử tri thì cử tri người ta rất là mong muốn trong cái chất vấn các thành viên của chính phủ mà những vấn đề nhạy cảm, những vấn đề mà bức xúc, những vấn đề mà xã hội và cử tri người ta quan tâm, thì nên đặt vấn đề đối với một số các thành viên của chính phủ theo cái kỳ họp này, để các thành viên chính phủ trả lời rõ ràng, ngắn gọn, chu đáo và cụ thể để cho cô bác cử tri người ta theo dõi, người ta nắm được những vấn đề trả lời của đại biểu cũng như của các thành viên chính phủ, để mà người ta có một suy nghĩ, người ta có một nhận thức, và đồng thời có một cái giám sát cái hoạt động của các thành viên chính phủ sau khi trả lời những câu hỏi của đại biểu, để mà thực hiện cái nhiệm vụ sau này. Nếu mà những là các thành viên chính phủ mà trả lời mà đã hứa trước đại biểu và hứa với bà con cử tri những vấn đề mình làm mà sắp tới, là nếu làm không được thì bà con cử tri sẽ có cái giám sát và sẽ có ý kiến với đại biểu để đại biểu là tiếp tục là hậu chất vấn của các thành viên chính phủ. Cho nên tôi rất kỳ vọng lần này là các thành viên của chính phủ mà được trả lời thì sẽ là có một cái tâm lý và có một cái thực chất và khách quan, và có một cái hiểu biết, cái suy nghĩ của ngành, của lĩnh vực mình, nhất là những lĩnh vực mà hiện nay bà con người ta đang là quan tâm. Tôi nói thí dụ như là lĩnh vực giáo dục đào tạo, đây là lĩnh vực mà người dân trong người ta rất là quan tâm nhiều nhiệm kỳ nay, và năm nào cũng là người ta cũng quan tâm về cái chương trình đổi mới sách giáo khoa, rồi học sinh cấp tiểu học, rồi học sinh cấp 2, cấp 3, rồi giá sách, rồi cũng như về học phí. Những cái vấn đề này người dân người ta rất quan tâm, cho nên tôi nghĩ rằng rất kỳ vọng lần này thì sẽ Quốc hội cho ý kiến và biểu quyết để cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ được đăng đàn để trả lời với bà con cử tri.
Dạ vâng ạ, rõ ràng là có rất nhiều vấn đề mà được cử tri quan tâm đúng không ạ? Như là giáo dục mà đại biểu Hòa vừa chia sẻ thì là một cái vấn đề luôn luôn nóng tại nghị trường Quốc hội. Như đại biểu Hòa cũng chia sẻ đấy ạ, đó là cái việc mà đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi trúng này và Bộ trưởng trả lời xác đáng, đấy là cái mong mỏi của không chỉ đại biểu Quốc hội đâu mà của cử tri cả nước. Vậy thì qua tiếp xúc cử tri thì Đoàn Hòa Bình cũng đã ghi nhận những cái ý kiến gì và đại biểu sẽ truyền tải đến Quốc hội như thế nào ạ? Qua tiếp xúc cử tri thì Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình cũng đã lắng nghe cái ý kiến của cử tri và nhân dân. Thì trong đó là cử tri rất là mong muốn là tại kỳ họp này thì các vấn đề mà được cử tri quan tâm, đó như là vấn đề về phòng chống tham nhũng, rồi là cái việc sửa đổi luật đất đai, cũng như là cái chế độ chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức và cái giá thuốc, cũng như là cái việc đấu thầu mua sắm thuốc thì được người dân rất là quan tâm, để làm sao mà trong những tháng cuối năm cũng như là năm 2023 thì người dân sẽ được hưởng những cái cơ chế chính sách nó làm sao phù hợp để tiếp tục cùng với cả đất nước để phát triển kinh tế, phục hồi sau đại dịch Covid. Và người dân cũng rất là mong đợi một kỳ họp sẽ có nhiều thành công, trong đó thì những cái nội dung chất vấn và trả lời chất vấn cũng như những cái phát biểu về kinh tế xã hội để đóng góp những ý kiến cũng như giải pháp để giúp cho đất nước phát triển và thực hiện được cái mục tiêu nghị quyết đại hội 13 của Đảng đề ra. Thì đây là cái mong mỏi của cử tri và nhân dân của tỉnh Hòa Bình nói riêng và trong đó là cả nước nói chung, thì chúng tôi hy vọng và kỳ vọng là kỳ họp sẽ đạt được kết quả như mong đợi. Một lần nữa xin cảm ơn đại biểu của những chia sẻ vừa rồi.